Và đương nhiên cái mà Thùng chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta trong vòng từ thứ sáu cho đến ngày hôm nay chúng ta không thấy dấu hiệu của nhiều cá voi hoạt động của nhiều ví mà có nhiều bitcoin đó đem lên sàn để mà bán nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thời gian là từ đầu tháng 2 cho tới bây giờ đó chúng ta nhìn vào những cái ví mà có hơn một ngàn bitcoin đi thì trên thực tế các bạn thấy được là từ ngày 8 tháng 2 lúc đó chúng ta có 2.488 địa chỉ ví có hơn là 1.000 Bitcoin Nhưng mà cho tới ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có là 2.262 địa chỉ ví mà thôi Là chúng ta được đã mất đi khá nhiều địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin Thì đây là cái hiện tượng đã xảy ra từ ngày 8 tháng 2 cho tới bây giờ Thì đã chia sẻ trong một cái video trước đây ở khoảng chừng là một tuần chi tiết hơn về cái tài liệu này Chúng ta chỉ có thể nói tới là bây giờ trong ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của những cái ví lớn và thực ra chúng ta không thấy cái hiện tượng đó xảy ra từ thứ sáu cho tới bây giờ cho nên thuận mới nói là bây giờ phần lớn cái lực mua và bán đó là những giao dịch là phần lớn là của những nhà đầu tư riêng lẻ và chúng ta thấy được đó là khi mà chúng ta thấy là những cái ví của những người mà có hơn 1.000 Bitcoin này từ từ mất đi thì có nhiều lý do có thể là họ chia ra cho những ví nhỏ hơn để mà lưu trữ cho an toàn hay là chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin này có thể là được thu mua bởi những người khác như là các bạn thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 0,1 Bitcoin đó thì cũng tăng trưởng trong thời gian gần đây cũng như là những địa chỉ ví mà có bất cứ một số lượng Bitcoin nào cũng tăng trưởng trong thời gian đây đây cũng có thể là những địa chỉ mới bán nhưng mình những địa chỉ kia lại thu mua thì khi mà các bạn thấy được là có nhiều địa chỉ ví mà có hơn một ngàn bitcoin đó biến mất như vậy thì có cần lo lắng hay là không thì trên căn bản chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều Tại vì các bạn thấy được là ngay cả chúng ta nhìn vào năm 2017 đi thì các bạn thấy được cái đường màu vàng này đó những đi chi phí mà có hơn 1.000 Bitcoin đó thì các bạn thấy là năm 2016 đó chúng ta thấy là lúc đó là lúc mà chúng ta thấy bắt đầu là cái đường màu vàng này đó đã có sự đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là từ tháng 8 của năm 2016 cho đến các bạn thấy được là thực ra là đầu tháng 9 của năm 2016 cho đến đầu năm 2018 đó thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái đường màu vàng này ngưng đi xuống và lúc đó giá Bitcoin đạt đỉnh là giữa năm 2017 là ở cái mức là gần như 20.000 đô thì các bạn thấy được là giá cả vẫn tiếp tục tăng trưởng khi mà cái đường màu vàng này bắt đầu đi xuống và tăng trưởng các bạn thấy được là từ tháng 9 cho đến tháng 12 là một năm và 3 tháng, 15 tháng tổng cộng. Sau đó chúng ta mới thấy mùa đông crypto kéo tới. Và năm 2013 đó thì các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu là từ tháng 10 của năm 2013 và đi xuống cho đến lúc mà các bạn thấy được là tới tháng 11, cuối tháng 11 của năm 2013. Thì khoảng chừng là một tháng sau thì chúng ta mới bắt đầu là thấy giá cả đi xuống cho nên trên căn bản chỉ tính riêng một dấu hiệu này chúng ta không đủ để cho thấy là giá cả sẽ đi xuống. Chúng ta chỉ có thể thấy được là những hiện tượng này cũng đã từng xảy ra trước đây. Và năm 2013 đó thì chúng ta thấy được là giá đi xuống sau một tháng. Nhưng mà năm 2017 đó thì mà thấy được là giá cứ tiếp tục tăng trưởng tới một năm 3 tháng sau thì mới đến đỉnh. Mỗi một chu kỳ chúng ta cũng đều thấy hiện tượng này xảy ra nhưng mà phản giá cả thì hoàn toàn khác nhau. Đây là điều mà Thùng muốn mang đến cho các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái altcoin đi thì đương nhiên các bạn thấy được ngày hôm nay đó thì cũng khá tổng hợp các bạn thấy là phần lớn là màu đỏ nhưng mà cũng có một số những màu xanh ngày hôm nay à, và các bạn thấy được là trang web này là mới refresh lại thì các bạn thấy là phần lớn màu đỏ và đương nhiên Bitcoin xuống thì các bạn có thể nghĩ những đồng lớn như thế nào thì không refresh cái trang gecko này khi Bitcoin đi xuống thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin xuống 5,2 phần trăm Ethereum cũng xuống 4,9 phần trăm BNB xuống 3,7 phần trăm theo được chúng ta sẽ không nói tới Cardano thì xuống 5,8% Polkadot xuống 3,1% Và XRP thì tăng 11,6% Chúng ta dành thời gian để mà chia sẻ về XRP đi Tại vì các bạn thấy được là XRP đó cùng có sự tăng trưởng ngày hôm nay đã tăng đến cái mức là 59 sen trước khi mà các bạn thấy là lùi về một chút ở mức là 57 sen ngày hôm nay các bạn thấy là đã tăng 11,6% thì tại sao mà XRP lại có sự tăng trưởng như vậy thì chúng ta hãy nhìn vào một thông tin mà được chia sẻ đi đây là một thông tin mà thật ra mà nói là có một luật sư à, ở trên một cái video nghĩa là các bạn thấy được là ngày chủ nhật đã đăng đó chính là luật sư Jeremy Hogan thì đây không phải là một luật sư mà đại diện cho SEC hay là không phải là một luật sư đại diện cho Ripple chỉ là một luật sư muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi mà xem cái tài liệu ra tòa của Ripple mà thôi thì có hai điểm mà luật sư này nói tới hai điểm đó là hai điểm gì điểm đầu tiên rất quan trọng đó là các bạn thì được là trong cái cuộc phỏng vấn đó là chúng ta thấy là có một thẩm phán đó chính là Sarah Netburn thì đây là một thẩm phán của tòa án quận phía nam của New York như là Southern District Court of New York thì thẩm phán Sarah này đã nói hai điều. Điều đầu tiên đó là Sarah này nói là theo cái sự hiểu biết của thẩm phán Sarah thì XRP, có nghĩa là đồng XRP đó là một đồng mà có những cái tính năng như là một loại tiền tệ và cũng có một số những cái tính năng tiện ích và cái tính năng tiện ích đó là cái sự khác biệt giữa đồng XRP với lại Bitcoin và Ethereum các bạn thấy được đó, đây là một điểm rất là quan trọng tại vì nếu như mà tòa án của New York cho XRP đã tương tự như là một loại tiền tệ thì đương nhiên không phải là một loại chứng khoán. Các bạn thấy được đây là một trong những điểm mà nhiều người đang nhắm vào nó nếu như mà thẩm phán Sean nghĩ XRP là một loại tiền tệ thì đây là một điều rất là tốt. Tại vì đương nhiên chúng ta thấy được là một loại tiền tệ thì không thể coi như là một loại chứng khoán được và nếu như XRP được coi như là một loại tiền tệ thì rất là tốt đối với là tương lai của công ty ripple đây là điểm đầu tiên mà được chia sẻ bởi jeremy hogan sau khi mà xem cái tài liệu uh, ra tòa của xrp hồi tháng 2 mới đây kế tiếp nữa là điều thứ nhì mà được nói tới đó chính là khi mà thẩm phán netburn này hỏi đó là nếu như mà một người bình thường như là thuận và các bạn đi một người bình thường mà bán xrp đó thì có phải là người bình thường đó cũng liệt vào cái tội là mua bán cổ phiếu bất hợp pháp hay không thì các bạn thấy được là dựa theo luật sư của bên SEC như là bên quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì dựa theo luật sư của SEC đó thì nói là dựa theo luật chứng khoán hiện hành thì chỉ có là Công ty Ripple bán XRP thì mới coi như là bán cổ phiếu bất hợp pháp chứ nếu như một người nào đó là bán lại giống như là các bạn thấy các mua từ Công ty Ripple đi thì Công ty Ripple có thể là bị kiện là bán cổ phiếu bất hợp pháp thì Công ty Ripple có thể coi như là bán chứng khoán bất hợp pháp Nhưng mà cái người mà mua chứng khoán từ công ty Ripple Ví dụ như là đã mua đồng XRP đi Thì cái người đó có thể là bán lại cho người khác Nhưng mà không bị kiện là bán chứng khoán bất hợp pháp Chỉ có công ty phát hành là bị kiện mà thôi Thì các bạn thấy được đó Đây là một trong những cái điểm mà nhiều người là lập tức cho Là rất tốt đối với những sàn giao dịch Tại vì sao? Tại vì những sàn giao dịch đó là không phải là cái nơi mà phát hành đồng XRP này Không phải là cái nơi mà bán đầu tiên cho đồng XRP này Những đồng XRP trên sàn đó là đến thì công ty Ripple Thì đương nhiên chỉ công ty Ripple bị kiện thôi Những sàn giao dịch khi mà cho giao dịch đồng XRP đó Họ sẽ không bị kiện dựa theo luật sư của SEC Ban quản lý khoa của Hoa Kỳ Thì chúng ta thấy được là nhiều người cho Là đây là cái dấu hiệu tốt là những sàn giao dịch đó, Bây giờ họ đang tạm ngưng Không cho giao dịch đồng XRP có thể mở cửa để cho giao dịch lại Tại vì dựa theo luật sư của SEC Thì những sàn giao dịch nếu như mà cho giao dịch đồng xrp thì sẽ không bị kiện bởi sec dựa theo cái lập luận này nhưng mà như có thì nói là không cần phải đưa ra cái kết luận nhanh như vậy tại vì cái điều mà được nói tới bởi luật sư của sec chỉ là nếu như đồng xrp là một chứng khoán thì những người khác mà mua bán đồng xrp ngoại trừ công ty ripple sẽ không bị kiện nhưng mà trường hợp này chỉ xảy ra nếu như mà xrp được liệt vào chứng khoán mà thôi thì bây giờ các bạn thì được chúng ta vẫn chưa nghe nói thông tin là nhiều sàn giao dịch sẽ mở là giao dịch cho XRP nhưng mà thông tin này cũng khiến cho giá cả tăng lên những mà nào mà không rành chuyện xảy ra thì trên channel Thuận Capital có rất nhiều video liên quan tới Ripple và XRP liên quan tới điều kiện này các bạn chỉ cần là bấm vào cái nơi tìm kiếm và các bạn để vào XRP thì đã có rất nhiều những cái vụ kiện liên quan đến XRP và SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì chủ yếu để thường tóm tắt lại nhưng mà nào mà không rành thì SEC đang kiện công ty Ripple và những người lãnh đạo của công ty Ripple chúng ta chúng ta có Chris Larson và Brad Gallinghouse thì chủ yếu đó SEC nói hai điều điều đầu tiên đó, đó chính là XRP đột chứng khoán thì công ty Ripple đã bán chứng khoán mà không có giấy phép đây điều đầu tiên điều thứ nhì đó chính là những người lãnh đạo của công ty Ripple như là Chris Larsen và Brad Galenhouse là sử dụng những cái chiến lược để mà làm giá trên thị trường khiến cho nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại cho nên các bạn thấy được đó đây là hai điều chủ yếu mà SEC muốn kiện công ty Ripple và đồng XRP thì chúng ta thấy được là cái thông tin này có thể nói là đây không phải là một cái tin tức mà đây là một cái sự lập luận của một cái luật sư sau khi mà đã được xem cái video đã tỏ của công ty Ripple và SEC luật sư Jeremy Hogan lập luận thì trong lập luận này đã khiến cho nhiều người cảm thấy lạc quan hơn về cái vụ kiện này cho nên chúng ta mới thấy được là giá cả XRP mới có cái sự lên giá như vậy nhưng mà một điều các bạn cần nên hiểu đó đó chính là thẩm phán Sarah Netburn người này không phải là thẩm phán chính của vụ kiện này mà thẩm phán chính của vụ kiện này à, đó chính là thẩm phán Annalisa Torres cho nên chúng ta vẫn chưa có biết ý nghĩa của thẩm phán Annalisa Torres là như thế nào và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vụ kiện này Nhưng mà các bạn thấy đây cũng là một thông tin mà thường nghĩ là làm cho nhiều bạn à, Cũng cảm thấy vui nhất là những bạn nào mà đang hodl XRP Và hy vọng là sẽ có kết quả tốt đến từ vụ kiện này Và thực ra đây là những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay trong cái thời điểm cuối tuần nữa thì ở trên Twitter cũng như là nhiều trong web hầu như là phần lớn điều chỉnh đó là giá cả sẽ tăng nhưng mà các bạn thấy là cuối tuần qua thì giá cả không được tốt lắm Bây giờ là giá là khoảng 54.600 cho một đồng Bitcoin Và ngày hôm nay nên là ngày thứ hai cho nên công ty cũng khá bận Thường cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ với các bạn Nhưng mà thường sẽ kết thúc video này ở đây Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và đương nhiên những bạn nào mà chưa theo dõi Thuận capital trên mạng xã hội các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những cái thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Cũng như như bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là LMT, sàn FTX, Binance US như mà nào mà ở Hoa Kỳ hay là sàn Coinbase ứng ừ, dụng BlockFi đây là một ứng dụng landing có lại các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô để là một ứng dụng mà thùng cũng đã sử dụng nhiều tháng và nhận được lãi hàng tháng khi các bạn gửi nhân đồng crypto vào cũng như là các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain crypto coin mà các bạn thường hay thấy thùng sử dụng và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.